Lộc là một người con của đất Hà Thành. Theo thói quen của người Tràng An thanh lịch, bà Lộc rất thích thưởng thức trà. Bà thường ngồi trong các quán trà đạo, cùng bạn bè tâm tình bên một cốc trà ấm nóng. Có rất nhiều loại trà trên thị trường, nhưng bà lại thích và lựa chọn trà Thảo Mộc thay cho các loại trà truyền thống. Tôi thì là người Hà Nội, rất là thích uống trà. Từ xưa, từ ông bà, bố mẹ cũng rất là hay dùng trà vào các buổi sáng. Trà nó làm cho mình rất là minh mẫn. Sau khi đến cửa hàng và biết được cái loại trà này, thì tôi đã dùng và thấy là rất là thích. Bởi vì trà này không bị mất ngủ. Hương vị của nó rất là thơm. Vị của nó thì toàn là những cái thảo mộc thôi. Gạo, lúa và các loại cỏ khiến cho mình uống như là detox ấy, thải được rất là nhiều cái độc sau khi mình đã ăn uống của tích lũy là bao nhiêu ngày. Thế nên là vì thế là uống trong trà thì rất là tiêu hóa tốt. Trà thảo mộc là trà được pha chế từ các loại cây cỏ tự nhiên. Thường thì các loại trà thảo mộc này sẽ được sao vàng và kết hợp với nhau để tối đa hóa tác dụng và đem đến lợi ích tốt nhất cho sức khỏe của người sử dụng. Theo Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, các kết luận trong 20 nghiên cứu thử nghiệm và 297 tài liệu khoa học trong những năm gần đây đã cho thấy rõ vai trò của trà thảo mộc trong việc tăng cường sức khỏe, chống viêm thông qua các cơ chế ức chế. Các chất trung gian gây viêm ức chế hoạt động của các chất tiềm viên, chống oxy hóa. Trà thảo mộc có khả năng thu nhặt các gốc tự do, bảo vệ gan, phòng chống nhiễm vi khuẩn, virus, chống nấm và dự phòng một số bệnh mãn tính không lây. Các hiệu quả trên có được từ các hoạt chất chứa trong các loại trà thảo mộc như kim ngân, hoa cúc, la hán, các loại hạt khô hay các loại gạo lứt. Một trong những cái mà chị em chúng ta nên dùng là chúng ta nên tìm đến những cái trà gọi là trà nhưng mà không có trà, tức là lấy cái vị thuốc của y học cổ truyền thay cho trà và ham uống kiểu như là kiểu trà, kiểu như pha trà. Thế thì chúng ta nên dùng các cái thảo dược mà nó tác dụng tăng cường sức đề kháng, tăng miễn dịch. Chúng ta sử dụng cái đó thì thứ nhất là nó nâng sức đề kháng, sức miễn dịch của chúng ta. Cái thứ hai nữa nó làm cho cái tất cả các hoạt động chức năng của cơ thể chúng ta. Nếu chúng ta uống buổi sáng nó sẽ làm hưng phấn hệ thống thần kinh, nó làm tốt cho tim mạch, rồi nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, rồi nó chống viêm, giảm đau tất cả mọi thứ. Cho nên là chị em chúng ta ngoài việc chúng ta dùng các thực phẩm làm nước uống như là chúng ta nói chuyện vỏ chanh với cả xả với gừng đấy, thì chúng ta có thể dùng các cái trà của y dược học cổ truyền. Thế và đây là một cái loại trà thực sự rất tốt cho sức khỏe. Nó vừa giúp cho cân bằng độ pH của cơ thể, nó detox, xong rồi lại đẹp da, đẹp tóc, sáng mắt, và quan trọng nhất nó giúp cho cái hệ tiêu hóa của mình rất là tốt, cân bằng. Trà thảo mộc có nhiều loại khác nhau, nhưng trà thất mộc được kết hợp từ các loại đậu, gạo lứt, cỏ ngọt, lá dứa và hoa đậu biếc là loại trà rất ngon và được nhiều người sử dụng. Nguyên liệu của loại trà này gồm 3 loại gạo lứt khác nhau, gạo lứt nếp, gạo lứt tẻ và gạo huyết rồng được rang chín, tiếp đó là 4 loại đậu nảy mầm, sao vàng, hạ thổ. Bản thân những loại nguyên liệu này đã rất tốt và dễ uống khi được kết hợp với nhau, hòa quyện với vị thơm của lá dứa. Vị ngọt tự nhiên của cỏ ngọt và màu sắc xanh sẫm của hoa đậu biếc lại càng thu hút người thưởng thức. Bản thân cái công dụng của các loại gạo lứt
và đỗ và hoa, mỗi loại nó đều có những cái tác dụng riêng. Và khi mà mình mix với một tỷ lệ hợp lý thì nó rất là tốt, và nó sẽ detox. Detox vì sao? Bởi vì nó còn cân bằng cái hệ tiêu hóa của mình. Hệ tiêu hóa của mình. Mà Việt Nam thì rất, cái nguồn nguyên liệu rất là phong phú. Thứ hai nữa là mình thấy cái ưu việt của trà là mình không phải chế biến mất công. Mình chỉ cần hàng ngày khi mọi người dùng chỉ cần cho nước sôi vào thôi, hãm trà và mang đi và có thể uống cả ngày ở bất kỳ đâu. Thế còn nếu như nó là trái cây, nó là nước quả, nó là nước rau củ thì sẽ rất mất thời gian cho người nào muốn dùng. Phải tìm nguyên liệu chuẩn này, xong rồi xay này, rồi phải làm rất mất thời gian. Và không phải là mình có thể làm mãi như thế được. Thế nhưng với trà mình có thể uống thường xuyên hàng ngày, thay nước lọc bình thường và tốt cho sức khỏe. Đấy là lý do tại sao mà mình lại muốn dùng nó là trà, và làm sao mà tiết kiệm thời gian nhất cho người dùng. Và cái trà này ưu việt nữa là nó dùng cho tất cả các lứa tuổi, cho kể cả những bà mẹ đang mang thai, những người đang cho con bú, và hay người già hay trẻ con đều có thể dùng được, nó không bị giới hạn. Người miền Nam gọi gạo lứt, người miền Bắc gọi gạo lứt là loại gạo được xay sát, chỉ bỏ lớp vỏ trấu và giữ nguyên lớp vỏ cám, rất giàu dinh sinh tố và nguyên tố phi lượng. Cả Đông y và Tây y đều đánh giá cao những giá trị mà gạo lứt mang lại. Quá trình chuyển hóa từ gạo lứt sang gạo trắng làm mất đi đến 67% vitamin B3, 80% vitamin B1 và 90% vitamin B6 và rất nhiều khoáng chất khác. Gạo lứt giàu selenium làm giảm nguy cơ phát triển các bệnh phổ biến như ung thư, bệnh tim và viêm khớp. Hàm lượng mangan, một loại chất khoáng có trong gạo lứt. Một chén gạo lứt cung cấp 80% nhu cầu mangan hàng ngày, có lợi cho hệ thống thần kinh. Gạo lứt rất giàu dầu tự nhiên, có lợi cho cơ thể như các chất béo lành mạnh giúp bình thường hóa nồng độ cholesterol, ngăn ngừa bệnh tim, giúp hạ huyết áp và làm giảm nguy cơ hình thành các mảng bám trong động mạch. Gạo lứt giàu chất xơ. Gạo lứt có nhiều chất xơ và được xếp vào top đầu trong danh sách các loại thực phẩm có thể giúp ngăn ngừa bệnh ung thư đại tràng, ngăn ngừa táo bón, nhuận tràng và lợi tiểu. Bản chất của các loại đậu đỗ đã rất tốt với sức khỏe. Khi được nảy mầm, sao vàng, hạ thổ và mang đi làm trà thì nó lại càng phát huy được tác dụng. Đậu đỗ là các loại ngũ cốc luôn được biết đến là một loại hạt thần kỳ mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ gluten tự do chứa nguồn vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa quan trọng. Axit phytic, thành phần có nhiều trong vỏ của ngũ cốc, là loại axit có hại làm giảm sự hấp thu của các chất dinh dưỡng khác. Nó có thể kết hợp mạnh với các nguyên tố như sắt, canxi, magie thiết yếu trong cơ thể gây ra tình trạng còi xương, loãng xương. Tuy nhiên, axit phytic cũng là dạng axit kém bền, có thể bị mất đi thông qua quá trình lên men hoặc nảy mầm. Đó là lý do vì sao làm vỡ axit phytic thông qua quá trình chế biến hạt ngũ cốc trước khi sử dụng sẽ giúp cơ thể hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn và tránh khỏi tình trạng lão hóa sớm. Nếu để có thời gian thì tốt nhất là nên đun tầm khoảng 2 phút, đun sôi tầm khoảng 2 phút, sau đó hãm lại và uống cả ngày. Thế còn nếu không thì chỉ cần đun nước thật sôi, rồi vào hãm như hãm trà bình thường, cho vào ấm ủ và uống. Nhưng tuy nhiên thì uống thì tốt nhất là nên uống khi nó ấm, còn không nên cho vào tủ lạnh. Uống vào uống trà mát, trà lạnh thì ngon. Đôi khi mình cảm giác là giải khát được ngay. Nhưng để mình nói về tính gọi là dược lý, để mà nó tốt cho sức khỏe thì nên uống nóng. Nên sẽ tốt, rất tốt. Uống được vào mọi thời gian trong ngày đúng không? Mọi thời gian. Như mình là mình uống từ sáng ngủ dậy cho đến tối trước khi đi ngủ.
trước mặt mình là lúc nào cũng có ấm trà này. Thực ra thì mình rất yêu những cái sản phẩm của Việt. Thế và mình thấy là Việt Nam mình cái nguồn nguyên liệu, nguồn dược liệu rất là tốt và không cần phải dùng thuốc, chính nó là thuốc. Thế mà bệnh thì vào từ miệng. Thế nên là nếu chúng ta tìm được những nguồn nguyên liệu quý, chúng ta hiểu về nó, người ta sử dụng hàng ngày thì tự sức khỏe mình nó sẽ được nâng dần và nó sẽ rất là tốt, không bệnh tật, rất nhiều năng lượng. Ví dụ như loại trà này là bổ khí, bổ máu huyết, cân bằng độ pH, tốt cho tiêu hóa, mắt sáng, da đẹp, tóc đẹp. Như vậy thì tại sao chúng ta lại phải đi tìm những thứ xa xỉ hoặc là nó chỉ là làm đẹp của bên ngoài mà từ bên trong là không tốt chẳng hạn thế. Thế thì mình thấy là thứ nhất là những cái gì khó nhất, những cái gì cầu kỳ nhất và cần phải cẩn thận nhất thì bọn mình đã làm. Thế còn thì để người tiêu dùng sẽ có những cái sản phẩm quý, sản phẩm hay thế và thuần Việt như thế thì tại sao chúng ta không dùng? Ông cha chúng ta, đất nước Việt Nam quá nhiều những thứ quý, tại sao chúng ta không sử dụng? Rất nhiều loại cây cỏ trong tự nhiên có thể sử dụng làm trà thảo mộc. Thường thì chúng ta biết đến các loại trà mạn, trà hoa, trà hoa quả và trà hạt. Tùy nhu cầu mà chúng ta có cách kết hợp khác nhau. Do có chứa các chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng thu nhận các gốc tự do, kích thích hoạt động của các enzyme chống oxy hóa và làm giảm tổn thương do quá trình oxy hóa gây ra. Các chất chống oxy hóa mạnh chủ yếu là polyphenol, axit hữu cơ, có trong các loại thảo mộc. Theo các chuyên gia, xu thế chung của thế giới và cũng là của Việt Nam, nước uống được chế biến từ thảo mộc đang bắt đầu thay thế dần các loại nước có ga, các loại nước giải khát khác. Nhu cầu sử dụng đồ uống thảo mộc trong đời sống hàng ngày của người dân của một số quốc gia trong khu vực đã cho thấy sự tăng trưởng ngoạn mục, xấp xỉ 30-50% ở nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, trà làm từ các loại thảo mộc được sử dụng phổ biến. Xu thế của chúng ta là hướng dần đến các sản phẩm từ thiên nhiên và giảm tối đa các quy trình chế biến. Do vậy, trà thảo mộc là một loại trà đang hướng về thiên nhiên. Việt Nam là một vườn dược liệu quý. Khi vừa được thưởng thức vị ngon của các loại trà tự nhiên, vừa có được những lợi ích với sức khỏe, thì trà thảo mộc sẽ ngày càng được khẳng định vị thế và vai trò của mình và được mọi người sử dụng rộng rãi hơn.